Mashed potato, đúng không? Mashed rồi potato nữa, quá mệt. Mashed potato, bỏ cái âm thi này luôn đi ha. Mashed potato, khoai tây nghiền. Rồi, the last one. Thì last one, mình nói cái âm qua chữ one luôn. Last one, last one. This is the last one. Không có đọc là the last one. Nghe nó bị khựng lại mà nó không được cho dạy mọi người. The last one, ok, được, chuẩn, không sao hết. Last one, cho dạy hơn, ok. The next day, ok. The next day, nó bị khựng lại. The next day, the next day, next day. Nói chữ sờ và chữ đờ luôn. Next day, last one, next day. À, rồi, nếu các bạn nói tiếng Anh Mỹ, các bạn để ý người Mỹ khi người ta phát âm những cái âm mà có âm n và âm th đứng kế nhau thì người ta sẽ lược bỏ âm th luôn thành âm n. Center, đúng không? Center. Internet, internet. Interview, interview.